Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm chúc mừng 100 năm ngày hoàng khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Phát huy vai trò của quân đội trong tuyên truyền phổ biến pháp luật. Thượng cấp 8 lần lương cơ sở cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xin kính chào khán giả đến với bản tin quốc phòng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay. Thủ vị sáng ngày 12 tháng 11, Thiếu tướng Hoàng Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cùng Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Chỉ huy Sư đoàn 5 đã đến thăm chúc mừng hội thánh cao đài tòa thánh Tây Ninh nhân kỷ niệm 100 năm ngày hoàng khai đại đạo Tâm Kỳ Phổ Độ Tiếp đoàn có ngài đầu sư Thượng Tam Thành, trưởng quản hội thánh cao đài Tòa Thánh Tây Ninh. Tại đây, các đơn vị gửi tặng lãng hoa và quà, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ngài Đầu Sư Thượng Tam Thành, trưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, cùng các vị chức sắc chức việc và tín đồ tôn giáo cao đài trong và ngoài nước, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Hoàng Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trong 100 năm qua, tôn giáo Cao Đài ngày càng phát triển và luôn phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh nhà. Sáng ngày 8 tháng 11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam sơ kết 3 năm 2021-2024 triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân, đề án 1371 tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 12 điểm cầu với hơn 500 đại biểu tham dự. Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, dẫn động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, Cảnh sát biển Việt Nam đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ của đề án, phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhân lực, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 1 của đề án, xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao nhận thức ý thức pháp luật cho cán bộ chiến sĩ nhân dân, nhất là ngư dân các xã huyện đảo, góp phần làm giảm các vụ việc vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội khai thác thủy hải sản trái phép. Cùng với đó, ý thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo, trách nhiệm tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên. Bộ trưởng Bộ Phòng vừa ban hành thông tư số 95 ngày 11 tháng 11 năm 2024 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền thưởng, thưởng định kỳ hàng năm và thưởng đột xuất đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Theo đó, đối tượng áp dụng của thông tư gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức làm việc trong quân đội, công chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu tại ban cơ yếu chính phủ và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan. Theo thông tư số 95, các đối tượng nêu trên được hưởng chế độ tiền thưởng định kỳ hàng năm khi được cấp có thẩm quyền đánh giá kết quả xếp loại từ mức độ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Mức tiền thưởng, các đối tượng được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 mức thưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở, từ năm 2025 trở đi mức thưởng bằng 8 lần mức lương cơ sở. Các đối tượng được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 mức thưởng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở, từ năm 2025 trở đi mức thưởng bằng 7 lần mức lương cơ sở. Các đối tượng được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 mức thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở, từ năm 2025 trở đi mức thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở. Trong năm, nếu các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ 7 tháng trở lên thì mức tiền thưởng bằng một lần các mức nêu trên. Nếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước dưới 7 tháng thì được hưởng 1 phần 2 mức thưởng nêu trên. Các đối tượng được hưởng chế độ tiền thưởng đột xuất khi có thành tích công tác đột xuất, lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài kế hoạch hoặc ngoài nhiệm vụ thường xuyên mà cá nhân được giao đảm nhiệm. Mức tiền thưởng đột xuất thực hiện theo quy chế tiền thưởng đột xuất của Bộ Quốc phòng. Trường hợp đối tượng lập thành tích công tác đột xuất được cấp có thẩm quyền xét thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn nhưng đã giữ quân hàm cao nhất của chức vụ chức danh đảm nhiệm đã giữ bậc lương cuối cùng trong loại nhóm lương hiện hưởng hoặc nếu bảo lưu thành tích công tác đột xuất nhưng không còn đủ thời gian công tác để được thăng quân hàm nâng bậc lương trước thời hạn hoặc đồng thời có các thành tích khác đủ điều kiện để xét thăng quân hàm nâng bậc lương trước thời hạn thì ngoài mức tiền thưởng đột xuất như nêu trên được xem xét thưởng thêm một khoản tiền bằng một tháng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tính tại thời điểm lập thành tích công tác đột xuất trường hợp cùng thực hiện một nhiệm vụ đủ điều kiện xem xét nhiều mức tiền thưởng thì chỉ được hưởng mức tiền thưởng cao nhất. Chế độ tiền thưởng đột xuất không áp dụng đối với các đối tượng được khen thưởng theo quy định của luật thi đua khen thưởng với các hình thức khen thưởng công trạng, khen thưởng phong trào thi đua, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng điên hạn, khen thưởng đối ngoại, khen thưởng trong sơ kết, tổng kết các cuộc vận động theo chuyên đề, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên thông tư số 95 năm 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2024. Chế độ tiền thưởng định kỳ hàng năm quy định tại thông tư này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc phòng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.